Xin mến chào toàn thể quý vị các bạn. Đã khá là lâu rồi thì em Tuấn mới lại lên sóng gặp lại quý vị các bạn. Trong thời gian vừa qua thì cũng có một xíu công việc nên là cũng hơi bận. Và đến tận ngày hôm nay thì em Tuấn mới lại lên sóng gặp lại quý vị các bạn trong một video mới, và em Tuấn sẽ giới thiệu đến quý vị các bạn một dòng đài mà cũng có rất nhiều các bác quan tâm. Và đặc biệt là kể cả là các bác đang chơi radio cassette trên cả nước đều quan tâm đến dòng đài này. Đây là chiếc Sony 3 cây gậy hay còn gọi là Sony CFS 1110. Một dòng đài có cái thân hình thiết kế có những cái phần chrome nhiều ở trên hai loa cũng như là phần cục giữa, và có cái thân hình vuông thành sắc cạnh cũng như là cái tiếng loa, đặc biệt là cái chất âm khi chúng ta nghe băng cassette của dòng đài này cho ra rất là hay. Nó được nhiều người ưa thích, và trong những năm 2022 và 2023 thì giá thành đã được đội lên rất cao. Và phải nói thực sự là em Tuấn là người bán hàng cũng rất khó bán những dòng đài này. Giá được đội lên rất nhiều các bạn. Và sau đây em Tuấn sẽ quay giới thiệu đến quý vị các bạn một chiếc đài khá đẹp. Trải qua khoảng hơn 30 năm rồi thì được giữ như thế này thì cũng là một vấn đề khá là lớn. Chiếc đài này về phần thân vỏ thì em thấy cũng rất đẹp, lành lặn sạch sẽ. Tuy nhiên có một cái vết nứt nho nhỏ ở cái góc loa bên phải thì em Tuấn cũng đã dán keo lại rồi. Đây em Tuấn đã dán keo lại rồi. Đấy, nó không bị sao cả. Thế nhưng mà cũng có một xíu như vậy thì cũng phải thông báo đến quý vị các bạn để các bạn biết được. Được cái là quai sách zin, anten zin và anten vẫn đang còn khá đẹp. Về phần loa thì chúng ta nhìn phần mạ này. Đấy, mạ vẫn đang còn sáng đúng không ạ? Đó. Và phần căng sắt lưới sắt này thì đang còn zin, chưa có sơn lại lần nào. Và những phần chữ nghĩa trên loa cũng vậy, vẫn đang còn khá là mới. Chúng ta sẽ thoan sắt con loa bên trái, và loa bên trái cũng vậy đúng không ạ? Đấy, chúng ta nhìn này. Cái phần mạ đang còn rất sáng này. Đó. Nói chung là đến cái tầm này mà mạ nó sáng mà đang còn còn nhìn nó đều mắt là được rồi. Nhưng để mà xuất sắc 100% thì không có đâu các bạn. Đấy, nhìn cái phần căng sắt này, đây căng này căng zin các bác nhá. Đấy, chưa sơn lại mà vẫn đang còn rất đẹp, chưa hề móp méo và vẫn đang còn sạch đúng không ạ? Đây là phần cục giữa, và chúng ta thấy phần chữ nghĩa này, đấy vẫn đang còn in rất là rõ nét đúng không ạ? Chúng ta sẽ có một nút chức năng chính ở đây. Ở dưới sẽ là băng cassette và gạt lên trên nó sẽ là radio. Và bên này là sẽ là bốn băng tần của FM AM. Rồi SW1, SW2 và dò sóng thì nằm ở đây các bác nhá, tuning nằm đây. Đó. Bên này là năm cần gạt equalizer. Cái cần ở dưới đây là cần cân loa trái phải ba lăng, chúng ta có thể là gạt xa loa trái chạy loa trái, gạt loa phải chạy loa phải, và để ở giữa thì chạy hai loa. Và đây là phần chrome ở phần bàn phím cũng như là phần mặt cục giữa, nói chung là vẫn đang còn khá đẹp, nó rất là sáng đúng không, sáng đều. Quay ra phía xa để các bác có thể nhìn thấy này. Một chiếc đài ba cây gậy mà đang còn hoàn thiện như bây giờ thì giá nó rất là cao. Và đây là phía sau lưng của chiếc đài này. Chúng ta sẽ có dây loa zin, rắc zin. Rắc zin các bác nhá. Tem máy này, tem máy vẫn đang còn rất đẹp, tem bằng nhôm. CFS 1110S là model. Rắc nguồn, nắp pin. Đây là anten zin nhá. Đây là phía sau lưng của chiếc đài. Ok, và sau đây em Tuấn sẽ quay và giới thiệu đến phần chất âm của chiếc đài này qua cái phần test băng cassette. Mời quý vị các bạn chúng ta cùng nghe nhá. Thank you.
Tiếng cực kỳ là to, rõ và rất là nét. Tiếng rất sáng các bác nhá. Đặc biệt là dòng ba cây gậy thì cho ra chất tép của nó rất tốt. Tiếng tép của nó rất là sáng, rất là tơi. Và em vừa test cái chức năng Auto Revert thì đang hoạt động rất là nhạy. Chúng ta ấn và chúng ta đảo chiều băng rất là tiện. Và tiếp theo chúng ta test qua phần FM. Và trước khi đến FM thì em Tuấn sẽ giới thiệu đến một cái chức năng mà em Tuấn đã nâng cấp cho chiếc đài này. Đấy, bác nào mà mua sẽ được hưởng cái chức năng đó. Một cái chức năng rất là hay, đó là chúng ta khi chúng ta cứ bật lên chế độ FM và radio và chúng ta để chế độ FM mà chúng ta cắm một jack 3.5 vào cái jack xanh xanh này thì nó sẽ chuyển thành chức năng line in và các bác có thể nghe nhạc mạng rất là tiện, nghe những bài nhạc yêu thích đúng không ạ? Vì băng thì không thể nào mà thể hiện hết được những các bài hát được vì chúng ta không thể sưu tầm được nhiều băng. Nên là chúng ta nghe nhạc qua điện thoại, máy tính, TV và các thiết bị thu Bluetooth thì rất là tiện. Và tí nữa em Tuấn sẽ test cái chức năng đó cho các bác xem nhá. Radio này. Đó. Trọng là trung tâm mà chăm sóc và trung tâm cũng thường xuyên mời những chuyên gia đến để tư vấn sức khỏe cho các cụ, sống tích cực, tự rèn luyện bản thân. Trong tương lai như vậy thì Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với các bộ ngành địa phương thực hiện được rất là nhiều. Và chúng ta sẽ cho nhỏ lại một xíu nhá. Chúng ta cho nhỏ volume lại một xíu và chúng ta sẽ cắm cái jack 3.5. Em Tuấn đã chuẩn bị sẵn ở đây rồi này. Đó. Chúng ta cắm vào đây. Đó, ok. Em sẽ để máy đây nhá. Đó, rất là hay. Rất là tiện đúng không ạ? Đây em Tuấn đã cắm vào điện thoại đây rồi, đang chạy rồi. Ok. Dừng này, đó, play. Rất là tiện. EQ laser này đang hoạt động tốt hết nhá. Đó. Hiệu ứng rất tốt. Loa trái này. Loa phải. Hai loa. Volume đây các bác nhá. Đó. Rất là hay đúng không ạ? Và sau đây em Tuấn cũng xin phép được báo giá cũng như là dừng video ở đây. Chiếc đài này thì em đang giao lưu với giá là 4.200.000 đồng nhá, bao ship toàn quốc. Một cái giá cũng theo em Tuấn là cũng vừa vừa phải phải để chúng ta có thể lựa chọn được chiếc đài này. Đấy, một chiếc đài cũng khá là hay. Và bác nào mà đã mua hàng bên em rồi thì hãy chuyển khoản đủ thì em Tuấn sẽ tặng các bác ưu tiên 2 cuốn băng. Và bác nào chưa mua lần nào thì có thể cọc trước 500, em sẽ gửi đài và các bác nhận đài thanh toán số tiền còn lại. Và số điện thoại của em Tuấn là 0822 111 444 nhá. Các bác có thể gọi điện trực tiếp, nhắn tin hoặc kết bạn Zalo cho em. Xin hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video lần sau.